Nếu có một câu hỏi Hà Nội bình yên nhất và tĩnh lặng nhất khi nào, thì tin rằng phần lớn quý vị khán giả sẽ đồng ý với chúng tôi rằng đó là vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày mùng 1 Tết. Không còn tắc đường, khói bụi, không còn cảnh hối hả, đông đúc thường thấy. Hà Nội trở về với vẻ đẹp vốn có của nó, vẻ đẹp của sự thanh bình, thâm trầm mà sâu lắng. Có lẽ việc thức dậy sớm, dạo một vòng quanh các con đường, góc phố thân quen, chìm đắm trong không khí linh thiêng, trong lành của buổi sáng đầu tiên của năm mới là niềm hạnh phúc giản dị với những người yêu Hà Nội. Phóng viên Hà Nội 18 giờ cũng đã kịp ghi lại những khoảnh khắc như thế ngay trong sáng nay. Khu vực ngã tư Hàng Lược, chiều 30 Tết và sáng mùng 1 Tết. Trước cửa chợ Hàng Gia, chiều 30 Tết và sáng mùng 1. Hàng Gà. Hàng Bông. Chỉ sau một đêm, Hà Nội như được khoác lên một tấm áo mới. Không còn những hối hả đông đúc thường ngày. Hà Nội sáng mùng 1 Tết thật yên bình. Một Hà Nội mà cả năm chỉ có một ngày. Là một người con của Hà Nội, sống và làm việc tại nước ngoài gần 10 năm nay, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán khi về Việt Nam, chị Trần Thanh Vì lại dành thời gian buổi sáng mùng 1 để ghi lại những khoảnh khắc đẹp hiếm có này. Rất là thích cái không khí của cái ngày mùng 1, tức là nó rất là yên tĩnh, vắng lặng. Mình như tìm được lại một cái không gian Hà Nội mà trước đây, tức là đã rất lâu rồi, là nó là một cái gì đấy nó gợi nhớ về tuổi thơ và một cái Hà Nội xưa. Thời tiết mùng 1 năm nay rất dễ chịu, nắng ấm áp. Chính vì thế, nhiều gia đình đã quyết định xuất hành ngay từ buổi sáng để lấy may. Và điểm đến quen thuộc vào mỗi ngày đầu năm như thế này chính là đền chùa, nơi mọi người đến để cầu chúc một năm mới may mắn, bình an và tràn ngập hạnh phúc.